Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Ray phiên bản màu đỏ, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán của thời điểm chiếc xe này ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì đối với Toyota Ray thì được phân phối thị trường Việt Nam mới duy nhất phiên bản là 1.0 Turbo và có rất nhiều tùy chọn về màu sắc và có giá niêm yết là 552 triệu. Và ở điểm tháng 4 năm 2023 này thì mình đang giảm cho dòng xe Toyota Ray có giá niêm yết là 552 và giảm tiền mặt là 15 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Và đối với ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần số tiền là chưa đến 600 triệu, khoảng 697 triệu lăn bánh rồi. Và trả góp thì anh chị chỉ còn chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 175 triệu là lăn bánh. Số tiền cái giá của Toyota Ray hiện tại rất là hợp lý rồi. Lăn bánh chưa đến 600. Cụ thể là khoảng tầm 697 triệu là lăn bánh. Và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá bán là tháng 4 năm 2023 này. Và bây giờ em sẽ đi điểm qua một chút cho anh chị về nội thất chiếc xe này xem có gì đặc biệt. Thì xe được trang bị nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được trang bị cụm đèn full LED này, rồi xi nhan dạng LED đuổi, xi nhan dạng dòng chảy như anh chị sẽ thấy ở đây. Em sẽ mở xe đây cho anh chị xem nhé. Anh chị quan sát ở phần xi nhan cho em này, xi nhan dạng LED đuổi đó. Và được trang bị là đèn sương mù, rồi đèn ban ngày, hai cảm biến phía trước là răng lặn dạng phay xước và gần cầm rất là cao, là răng lặn phay xước này. Rồi xe được trang bị, anh chị thấy đây là xe được trang bị là máy turbo, và ngoài ra là cũng được trang bị là tay nắm cửa dạng thông minh. Rồi chạm vào đây là cương sẽ cụp lại, và khi mình đến gần xe chạm vào đây cương sẽ mở ra. Mức tiêu thụ của xe cũng rất là tối ưu là chỉ có 6,61 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Được trang bị cụm đèn sau cũng là cụm đèn dạng full LED, và trang bị hai cảm biến phía sau, cam lùi và gạt mưa phía sau. Và trong đây sẽ là cái nội thất của xe. Thì nội thất của xe được trang bị theo đúng ngôn ngữ của người Nhật luôn. Cái chiều dài của xe nó chỉ rơi khoảng 4 mét, tuy nhiên là cái nội thất trong xe được bài trí nó rất là hợp lý, nên dẫn đến cái diện tích sử dụng trong xe là rất là lớn. Anh chị ngồi thoải mái 5 người lớn ở đây. Anh chị ước lượng được là cái khi mà cái người ngồi lái đã ngồi thoải mái rồi mà cái người ngồi đằng sau vẫn rất là thoải mái như thế này. Dựa lưng thì mình sẽ có hai chế độ ngả đây và đây, có hai chế độ ngả khác nhau. Và ngoài ra thì xe được trang bị là cái ghế dạng Japani, và được trang bị là cái họa tiết samurai ở đây. Và ngoài ra thì xe cũng được trang bị một vài tính năng hỗ trợ người lái rất là hay ho, ví dụ như là cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Và xe này thì đặc biệt là có được trang bị rất nhiều hốc để đồ, cốc để nước này, cốc để nước này, hốc để đồ ở đây này, hốc để đồ ở đây, rồi chỗ để điện thoại ở đây, hốc để đồ phía bên sườn bên này, rồi có cả giá để đồ cho người ngồi ở ghế phụ nữa, nó sẽ ở phía gầm ghế bên tay người phụ này. Xe thì được trang bị là khối động cơ 1.0 turbo, cho ra cái sức mạnh động cơ nó phải gần bằng cái máy 1.5 hút khí tự nhiên. Và được trang bị là cái màn hình rất là lớn ở đây, màn hình rất lớn và đẹp, màn hình đa thông tin, màn hình giải trí ở đây. Và ngoài ra cũng được trang bị là màn hình đa thông tin rất là lớn ở đây nữa. Anh chị thấy là cái ngôn ngữ thiết kế của Toyota Ray rất là trẻ. Và anh chị sẽ thấy là cái đồng hồ này nó sẽ có là nhiều cái chức năng, nhiều cái chế độ hiển thị khác nhau. Và ngoài ra đèn cũng được trang bị là cụp gương, xe được trang bị là cụp gương auto này, rồi lên xuống cửa điện, rồi chỉnh gương điện, bật tắt cảm biến này, rồi trang bị các cái núm nút điều chỉnh cái màn hình đa thông tin ở phía bên trong này. Mình sẽ điều chỉnh được rất nhiều chế độ hiển thị. Được sử dụng điều hòa auto, 6 loa, có cái cảnh báo, rồi về người thắt dây an toàn và ngồi phía thứ hai, 6 túi khí và rất nhiều chỗ để đồ. Thì vừa rồi thì em đã điểm cho anh chị về giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Ray màu đỏ có vào giá bán thì tháng 4 năm 2023 này. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về vấn đề gì thì xin phép mẹ anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, anh chị liên hệ giúp em một số like trên màn hình. Cảm ơn anh chị.